Chào các bạn nha, đây là tác phẩm châu Âu xăm trong vòng 2 tiếng nha các bạn, và được hỗ trợ thuốc tê cho nên xăm rất là nhanh nha các bạn. Dù rằng khách sợ đau nhưng mà tác phẩm rất là đã hoàn thiện nha các bạn. Ở đây có thuốc tê xăm trong xuôi, không bị dị ứng và cũng không có sưng, không có thâm nha các bạn. Đây tác phẩm vừa mới xăm xong xuôi. Tác phẩm này nó có một ý nghĩa nha các bạn. Một cô gái giống như một cái gọi là thuốc độc. Thằng đàn ông nào mà bu vô là nó hút, còn bộ xương không nha các bạn, thấy không? Đây bộ xương sọ luôn. Anh này anh xăm để anh nhớ cái là anh đừng mê gái đó. Nhớ mà anh có vợ. Có vợ hả? Đó thì nó vậy mới nói đó. Cái vợ mà lạc đường bay là coi như là xong luôn á. Gần mới xong nha các bạn. Đây mình đang quay gần nha các bạn. Tác phẩm quay rất là gần. Và đây là tác phẩm quay xa ra. Ở trên đầu cô ấy là nguyên một con cọp nha các bạn. Và đây là những anh đồng nghiệp học sinh nha các bạn, đang học. Anh kia có chuyến bay đi, không biết có chuyến bay về không? Chuyến bay cuối cùng là cất cánh bay xa luôn. Còn đây là những anh học viên nha các bạn, đang học. Ở đây ngày nào cũng có tác phẩm để học kinh nghiệm hết nha. Anh sẽ tự xử nha. Đây địa chỉ 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Rồi đã kế bên đó địa chỉ là Dương Điếm nha các bạn, gọi là điếm trong những thằng điếm á. Anh học xong xuôi là lại đây anh lấy bít tay bít lưng luôn á. Có đưa đây không? Có. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm xăm trong vòng 2 tiếng nha các bạn, được xăm tặng chứ với cái giá rất là hữu nghị nha các bạn. Xe chút xíu lên cho chú lấy anh. Tác phẩm này vừa xăm vừa tặng nha các bạn, giá rất là bình dân nha, dễ nha, dễ luôn nha. Địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận nha các bạn. Chúng tôi có thể xăm bít tay, bít lưng trong vòng 1 ngày nếu khách hàng chịu đau giỏi nha. Còn nếu mà không chịu đau nổi thì chúng tôi có thuốc tê nha các bạn. Đây tác phẩm xăm trong vòng 2 tiếng. Con ở đâu con? Ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang lên đây xăm nha các bạn. Ở Kiên Giang lên đây xăm vừa tặng luôn nha các bạn. Đây là địa chỉ nha các bạn. 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận. Còn anh này là anh đang cứu nợ tôi bồi tiền nha các bạn. Anh này là Đạt nha, mấy anh này là mấy thợ xăm nha các bạn. Đây là mấy anh thợ xăm tới giao lưu nha, đồng nghiệp nha. Có anh đang thất tình nữa kìa. Có anh Thầu ở đây luôn nha các bạn. Anh Thầu này anh giả dạng, anh không mặc đồng phục nha. Ảnh nào mới chơi áo đen chơi gọi là lẫn lộn cho khỏi bị đuổi nha. Đó là những anh đồng nghiệp đang học ở đây nha các bạn. Tương lai sau này học xong xuôi sẽ ra cạnh tranh nha. Đây địa chỉ nha. Còn đây là anh Sen Hoàng Đế nha. Đó ngồi cầm iPhone gọi luôn. Lưỡng thiệt. Chào các bạn nha. Tác phẩm này xăm trong vòng 1 tiếng 15 phút nha các bạn. Nhanh ghê. Rất là nhanh nha. Tốc độ rất là nhanh. Đã hoàn thiện nha các bạn. Ở đây xăm không có tê nha các bạn, cho nên mặt của anh khách là chuẩn veo luôn. Cho nên vì lý do mình cũng không quay mặt nha các bạn. Về mặt cô gái là ok. Khách đẹp trai quá cho nên không cho cô gái, không cho bất cứ cô nào thấy mặt nha các bạn, thông cảm nha. Thấy mặt cô gái là được. Vừa mới xong. tác phẩm này của tất cả những anh này nha. Sau này mấy anh này sẽ có tác phẩm đó. Anh này là đệ tử chứ đây là những anh đồng nghiệp tương lai hiện tại đang học kinh nghiệm ở đây nha các bạn, tới giao lưu học kinh nghiệm. Hành giấy đâu không? Đó kia nó xăm mấy cái tấm này nó đẹp, đầu đi xăm ba cái mặt hình lên. Dụ con nhỏ đồ dụ thợ quýnh này, kích để cho nó quýnh mấy tác phẩm này sao cho góp tay nó đẹp. Cái đó còn xăm nguyên cái đao từ trên dưới luôn, nhất kiếm. Nhất kiếm mà của con phải đặt là nhất kiếm băng tâm, biết sao thức tình là băng tâm rồi, tìm quá đá rồi, đúng không? Đó là chơi vậy. Rồi sạch ra rồi, mắt giờ mới xong rồi các bạn. Đây. Học đổi dương con. Dạ, học đổi dương. Có với thầy, nãy thầy vừa quýnh vừa chỉ học được không? Nè. Nãy anh Cang, dạ. Anh đến cái bên con vừa quýnh ông vừa chỉ, anh hiểu không? Dạ, hiểu thầy. Hiểu không? Anh Toàn hiểu không? Nãy quýnh là vừa quýnh ông vừa chỉ đó. Hiểu không? Hiểu là ok. Nãy anh Tâm không ta? Mình tới Zalo mình phải học hỏi kinh nghiệm chứ, tới Zalo cũng học hỏi kinh nghiệm. Anh Đào là thua rồi. Ở đây là địa chỉ 32 Thích Quảng Đức nha các bạn, phường 5 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đào tạo dạy nghề tattoo, nhận học viên mỗi ngày nha các bạn. Này, những anh này là đồng nghiệp chứ mà học viên. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm xăm tặng miễn phí cho anh học sinh già 40 tuổi cho tiện nha các bạn. Anh ấy xăm học ở đây và mình tặng hai cái tay để làm hành trang, sau này có mở tiệm thì có hình xăm có với người ta nha. Đây là tác phẩm mới xăm được có 40% nha các bạn, chưa xong. Tác phẩm này xăm tặng like là của học sinh xăm, còn tất cả tả là mình cho mình tả nha. Ở đây học trong xuôi rồi, học trò xăm phải được nha các bạn. Và nếu anh nào ngoan mình xăm tặng miễn phí cái bích lưng bích tay là chuyện bình thường nha. Tác phẩm giờ mới được 40%, vừa mới xong nha các bạn. Và khi xăm miễn phí là không có tính tiền như học sinh nha, đã nó tặng là phải có kỷ niệm. Đây là bích tai nha, hai cái bích tai luôn. Học đây thấy thoải mái không anh? Thoải mái rồi. Đấy là vốn ha. Dễ hiểu không? Dễ hiểu, học rất nhiều kinh nghiệm. Đây là tác phẩm vừa mới xong nha các bạn. Đây là địa chỉ nha, còn anh này là mình vô tới 1 năm nha. Đây là địa chỉ 32 Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận nha. Ở đây học là phải làm được nha các bạn. Và nếu bạn nào có trách nhiệm mình sẽ xăm tặng cái bích tai bích lưng là chuyện bình thường nha. Chỉ cần chịu học là bạn sẽ có được tất cả nha. Em thấy chưa? Em rồi. Đây có một tờ. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm xăm tặng bích hai tay cho anh học viên già của tiệm nha các bạn. Này 40 tuổi, ảnh bước theo nghề và anh học xong xuôi anh xác định là ảnh sẽ ra mở tiệm, cho nên mình xăm tặng cho ảnh giống như có một cái hành trang để cho sau này ảnh ra ảnh mở tiệm, giống như một cái hình thức là trả lại tiền học phí luôn nha các bạn. Anh này anh học xong xuôi bây giờ nó là nâng cao và cũng không lấy tiền học phí nâng cao luôn, tại vì lý do anh có trách nhiệm với tiệm nha các bạn. Anh học bây giờ anh xác định học ra và làm luôn, cho nên mình tặng hai cái tay để cho anh đó anh làm vốn để sau này ra có hình. Tác phẩm xong rồi và đã lột mài nha các bạn, màu rất là tươi nha, màu tươi lắm. Đây là một bên là tay châu Á nha các bạn, còn tay kia cũng xăm tặng anh luôn, hai tay. Tay bên đây thì chưa xong, còn vẫn còn. Đây là tác phẩm Sâm tặng, đã tặng là miễn phí nha các bạn, không có tốn tiền gì hết, quan trọng là chịu nổi không. Cái này là lành hết trơn rồi, giờ mới bung mày hết trơn, đẹp hết. Sau này anh ra anh mở tiệm thì anh có hình trang đi theo hình xăm nó đi theo suốt đời nha các bạn, cho nên khi mà người ta xăm tặng đó là gọi là cái kỷ niệm, giữ là trân trọng cái kỷ niệm của mình. Anh này anh 40 tuổi rồi, rồi thêm anh cũng 40 tuổi cũng được xăm tặng bích người nữa. Anh đó đâu ta? Đó, trốn à. Đây địa chỉ nha các bạn, ở đây là bạn nào muốn học thì tới đây đăng ký nha. Địa chỉ 32 Thích Quảng Đức. Lấy là vốn cho anh dư rồi đấy, vốn dư rồi, được tặng máy tặng mực rồi lung tung mà. Đóng vô cái 15 triệu tặng mẹ mấy cái máy rồi tặng 2 cái tay nữa. Địa chỉ nha các bạn. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm cô bơ sửa hình nha các bạn, mới được có 60% nha các bạn. Mình sẽ up chung tác phẩm cũ cho các bạn coi lúc chưa sửa nha. Anh có một con cá từ trên đây xuống tới đây, xây cô bơ xong xuôi đâu tạm thời làm cho mất con cá trước rồi hiện lên tác phẩm mới. Phần trong nách chưa vô màu, phần đầu chưa xong, mới được có 60% nha các bạn. Mình sẽ up chung tác phẩm cũ lúc chưa sửa cho các bạn coi và so sánh nha. Hoàn toàn mất luôn con cá rồi nha các bạn, và mất luôn phần phá cơ cũ. Ở đây chúng tôi chuyên cover, chuyên sửa hình, bạn nào có tác phẩm không ưng ý cái việc tới đây nha. Tác phẩm này của anh Thợ Xăm 19 tuổi của tiệm làm. Đau không? Ừ. Bá đầu quỷ, chuyện nhỏ mà đau đầu quỷ này đau gì? Xăm không có đau nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu tới 32 Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Đây là địa chỉ của tiệm, số điện thoại và địa chỉ kế bên nha.